Convention. If you see my screen, you say yes. Chị thấy màn hình cô chia sẻ rồi thì nhắn cho cô là có nào. Okay. Good. Bây giờ nhắc đến cái chuyến đề này với bạn nào, cho có một vài điều chúng ta biết về conjunction hay là từ nối hay liên từ nào. Raise your hand, cho cái biểu tượng giơ tay nào, cho cái biểu tượng giơ tay nào. Không ảnh nào, không ảnh nào. Em cho cô là because Để nào là liên tư à? em cho cô là liên tư là tư dung để nội À, rồi. Liên tư là tư dung để nối, với nối cái gì ạ? em cho cô là liên liên tư dung để nội cả cái cấu. À, cả cấu, đúng rồi. Có thể nối cấu, có thể nối từ, có thể nối cụm từ, có thể nối mệnh đề, thì đó chúng ta gọi là liên từ. Exactly, thank you, very good. Now, you look at some example. Nhưng nếu có vào một số ví dụ sau đây. For example, I went to the store to buy eggs, milk, and bread. And I have a meal and bread is what? Cô có các từ as, milk and bread. Và các từ này được nối với nhau bằng từ and. Thì từ and chúng ta gọi là conjunction. Và từ and ta gọi là conjunction. Từ nối. Move on. I went skiing down the hill and past the trees. I went skiing down the hill and past the trees. Tôi đi gì ạ? Trượt tuyết xuống đồi và vượt qua các cái cây. Down the hill là xuống ngọn đồi, past the tree, qua cả cái cây. And we have and is conjunction. Và chúng ta có từ and là từ nối. Và từ nối này dùng để nối down the hill and past the tree. Thì nó không còn là một từ nữa mà nó gọi là cụm từ, phrase. Và trong trường hợp này, and từ nối and dùng để nối cụm từ. Có ví dụ tiếp theo. I played cards for a while, but then I played chess. Tôi chơi bài một lúc, nhưng sau đó thì tôi chơi cờ. Vậy chúng ta có I played cards for a while và I play chess được nối với nhau bằng từ but. Và từ but chúng ta gọi là conjunction, từ nối. Và trường hợp này từ but dùng để nối hai mệnh đề với nhau. I play cards for a while. I play chess. Đây là hai mệnh đề. Và chúng ta dùng từ but. Và trường hợp này từ nối lại dùng để nối các mệnh đề với nhau. Vậy chúng ta chú ý cho cô. Dựa vào các ví dụ trên thì bạn nào cho cô biết khái niệm của từ nối nè.
Và chốt lại cô này. Who have answer raise your hand. Ai có đáp án cho cô biểu tượng dưới tay nào. Bạn nào có thể định nghĩa cho cô thế nào là từ nối dựa vào các ví dụ trên? Hand. Thế nào là từ nối? Can. Bạn nào cho cô khái niệm nó dựa vào ba cái ví dụ đó nó. Thì chúng ta chốt lại thế nào là từ nối? Cương nào? Em được câu từ nội là từ dùng để nội các từ, các nhóm từ, các cụm từ hay các câu lại với nhau. Exactly, chính xác. Vậy từ nối là từ dùng để cả nối các từ này, cụm từ này, mệnh đề hoặc là câu. Rồi, thank you. Người ta lưu ý cho cô. Definition. Khái niệm. Liên từ hay từ nối là từ dùng để nối các từ loại cùng từ hay mệnh đề hoặc là câu với nhau. Write down. Bạn viết vào vở cho cô nha. Và từ nối thì chúng ta được chia làm ba loại. Từ nối thứ nhất là từ nối hay chúng ta gọi là liên từ kết hợp. Coordinating conjunction. The second is a correlative conjunction. Liên từ tương quan. Or subordinating conjunction. Ta gọi là liên từ phụ thuộc. Được chưa? Finish. Ok, vậy thì cái từ liên từ kết hợp là gồm những từ nào, liên từ tương quan là những từ nào, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể qua những cái phần tiếp theo. Tie up conjunction, các loại từ nối, các loại liên từ.
Vậy ta sẽ tìm hiểu cái loài liên từ thứ nhất, liên từ kết hợp. Vậy liên từ kết hợp nó gồm những từ nào? Ta có for, and, nor, but, or, that, so. Chúng ta đã học những cái liên từ này rồi đúng không ạ? For là để làm gì? And là và. Nor hoặc là or là hoặc. But là nhưng. Yes là chưa. So là vì thế. Và nào mà chưa nhớ thì chúng ta có thể ghi nghĩa tiếng Việt vào. For là để làm gì? And là và. Nó là hoặc, but là nhưng, or là hoặc, yes là chưa, so là vì thế. Với các cái liên từ kết hợp này thì dùng để nối từ cùng từ mà cùng loài hoặc là mệnh đề ngang hàng với nhau. Cùng loài có nghĩa là gì? Nối danh từ và danh từ, nối tính từ với tính từ, nối động từ với động từ, vân vân. Có nghĩa là cả cái loài từ hoặc cụm từ phải có chức năng ngang nhau. Đó chúng ta gọi là liên từ kết hợp. Cái loại liên từ thứ hai đó là liên từ tương quan. Và liên từ tương quan thì chúng ta có cả cặp như là both and. Both and. Not only but also. Không những mà còn. Either or. Hoặc neither nor, không cũng không, whether or, dù hay là. As, cái này chúng ta dùng trong cái dạng so sánh ngang bằng rồi đúng không? Như là no sooner than or hardly scarcely barely when. Đó, nhiều cả cái cùng này thì chúng ta làm bài tập. Cả cái cùng này thì nó đi tương đồng với nhau. Đó là cùng cố định. So hoặc là such that đến nỗi mà. Và các cái cặp từ này thì dùng để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp giống như lúc nãy á. Đó. Nối các cái cụm từ hoặc mệnh đề nhưng mà phải là tương đương nhau về mặt chức năng cùng loài với nhau. Finish, raise your hand. Thì các bạn xong rồi thì cho cô biểu tượng giơ tay nào.
Who finished? Raise your hand. Only two. 12 bạn đấy à, nhanh nào. Rớt mất một bạn nào ra ngoài rồi. Who finish? Raise your hand, please. Bạn nào xong rồi cho cô biểu tượng giơ tay. Only 8 student. Mới có 8 bàn thôi. Be quick. Eleven, twelve, twelve student. Who finish? Raise your hand. Bạn nào xong rồi cho cô biểu tượng giơ tay nha. Raise your hand, please. Còn ba bàn nữa nào. Còn hai bàn nữa. Ok. Cái loại liên tư thứ ba, chúng ta tìm hiểu cho cô loại liên tư thứ ba. Đó còn gọi là liên tư phụ thuộc. Và liên tư phụ thuộc thì gồm có những từ sau. After là sau khi. As hoặc là when là khi. As soon as là ngay khi. Before là trước khi. Just as là vừa mới. Vừa lúc. Once, một khi. Since, kể từ khi. Until hoặc là till, cho đến khi. After cái này chúng ta biết rồi. Finish.
minute, please. Raise your hand. You finish. Và nào xong rồi thì cho cô biểu tượng dưới tay nhá. Be quick. Kim Phúc, Lan Hương, Thảo My, Trần Duyên. Be quick. Kim Phúc and Trần Duyên, quickly. Okay, move to the next, some others. Bây giờ chúng ta bổ sung thêm một số cái liên từ khác. Này chúng ta đã gặp liên từ just as, đúng không? Once, since, kể từ khi, until. Đã bổ sung thêm while, trong khi. So, vì thế, vì vậy. Because. Seen as. Seeing that. Là chủ yếu cô. Các bạn đã làm quen với cái từ because. Nhưng ngoài cái từ because thì chúng ta có now that. Seen as. Seeing that. Is the same. Những từ này cũng có chức năng như nhau, nghĩa là bởi vì đã làm quen với cái từ because. Hôm nay cô bổ sung thêm nha các bạn một số từ có chức năng tương đương. Vậy các bạn chú ý có cái từ since. Từ xin nó có hai nghĩa các bạn nhé. Nghĩa thứ nhất là kể từ khi. Và nghĩa thứ hai của nó là bởi vì. Nó bằng giống như từ because. Và cái từ thứ hai là cái từ as. Từ as nó có nghĩa là như là. Bởi vì. Hoặc là khi. Lưu ý nè. Trong một số trường hợp thì nghĩa của nó sẽ thay đổi.
Finish. Xong chưa? Only seven students finish. À, xong rồi thì giơ tay cho cô nào. Lan Hương, have you finished? Okay. Now, the next. Therefore, tên này ta gặp rồi đúng không? Therefore là do đó, do vậy. Go on. Đã chú ý thêm cho cô cả từ từ thus, hence, consequently. Ba từ này có nghĩa là do đó, do vậy, nó giống như từ therefore. Lúc này chúng ta đã biết từ therefore. Thì ba từ này cũng tương tự như vậy. So that, in order that. Từ này dùng để chỉ mục đích. Để mà, để làm gì. Để mà làm gì ấy? Vì tôi dậy sớm để tôi có thể tập thể dục. Ta dùng là so that, in order that. For fear that or less, e rằng. Tiếp tục, chúng ta có từ although, even though, though. Ba từ này chúng ta học rồi, có ai nhớ nghĩa của từ này không hả? Cương. Though, even though và though. Cương có nhớ từ này không? Ba từ này nghĩa là gì? Cương có nhớ ba cái từ although, even though và though không ạ? Bạn nào nhớ nghĩa của ba từ này, nó cho cô biểu tượng dưới tay nó. Ông anh nào? Em thưa cô là mặc dù À, exactly. Mặc dù. Đúng rồi. Tiếp, chúng ta có however, nevertheless, and nonetheless. Tuy nhiên, have you finished? If you finish, raise your hand. Xong chưa? À, xong rồi cho cô biểu tượng giơ tay nào. Good. Others, bạn khác. Kim Phúc, Trà My, Trâm Anh, Thảo My, Hà Vy, Duyên. Be quick.
Tell me and Thảo Mỹ, have you finished? Tao Mỹ và Thảo Mỹ xong nha. Ok, good. Ngoài ra, nó bổ sung thêm. Đã có whereas on the top three. In contrast, on the other hand. Nó có nghĩa là trái lại, trái với, dùng để nối những cái ý trái ngược với nhau. In other words, nói cách khác, or else or otherwise. Đây này, chúng ta học lớp 7 rồi đúng không ạ? Hoặc là as long as, so long as, providing that, provided that. As long as ở đấy không phải là dài như đâu các bạn nha. Không phải là so sánh ngang của long đâu. Mà cả cụm này nó có nghĩa là miễn là. In the event that, or in case, là phòng khi, trừ khi. Phòng khi, trừ khi. If you finish writing, raise your hand. Bạn nào mà viết xong rồi thì cháu có biểu tượng giơ tay. Be quick. 10 students finish. 10 bạn đã hoàn thành rồi. Còn những bạn còn lại nhắn nhé cô nào. If you finish, raise your hand. Xong thì chọn cô biểu tượng giữa tay nha. Ánh sao Lê Linh Lan Hương. Be quick. Have you finished sao? Sao chưa xong à? Okay, good. Move on. The next. Supposing that if, unless, even if, as though. Suppose or supposing that là giả sử. Những cái cụm này thì nó dùng trong cái dạng giống như là câu gì ạ? Điều kiện đúng không? If à, rồi if là nếu, nếu như, unless là trừ khi hoặc là nếu như không.
if là kể cả khi. Even if chúng ta cũng có thể dùng tương đương như là although, as if và as though. Finish. Hoàn thành chưa? Để ra bài hôm nay thì chúng ta chỉ hệ thống lại các cái từ nối chúng ta đã học. Cái liên từ, nghĩa của nó, còn những cái từ này chúng ta đã học rồi. Lan Anh, Lê Linh, Cường, Hà Vy. Have you finished? Lê Linh and Hà Vy. Good job. Bây giờ chúng ta sẽ lưu ý cho cô khi các cái liên từ phụ thuộc đó thì dùng để liên kết các cái nhóm từ, cụm từ, tương từ á. Vì nó là liên từ phụ thuộc cho nên chúng ta chú ý nó sẽ nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính. Mà cái từ nào, cái liên từ nào ạ? Đi kèm với mệnh đề nào thì mệnh đề đó là mệnh đề phụ. Và lưu ý, cái liên từ mà đi kèm với mệnh đề nào thì mệnh đề đó là mệnh đề phụ. Còn mệnh đề còn lại ta gọi là mệnh đề độc lập, hay còn gọi là mệnh đề chính. Giờ để hiểu rõ hơn về cái phần này thì các bạn sẽ làm cho cô một cái bài tập 30 câu. Chúng ta sẽ làm cho cô trong vòng 40 phút. 40 phút là để là 9 giờ 15, nếu mà chưa thì quá thời gian mất. Vậy cô sẽ cho các bạn làm một cái bài nhỏ hơn, 15 câu trong vòng 30 phút, 20 phút được ạ. Chúng ta sẽ làm cho cô sẽ gửi vào Zalo nhóm. Cô gửi link vào Zalo nhóm, các bạn vào là Zalo nhóm chúng ta làm nha. Cô ơi, gửi vào hộp trả đây đi cô. À, gửi vào hộp chat ạ. Bạn nào mà có Zalo nhóm thì chúng ta vào đi, cô đã gửi rồi. Mà nó không thì để cô copy cái link sang hộp chat cho các bạn. Cô gửi vào hộp chat rồi nha. Bạn nào mà dùng máy tính thì chúng ta có thể vào Zalo nha. Mật khẩu là 1. Mật khẩu là 1 các bạn nhé.
bạn nào chỉ vào đường mà ạ. Bạn Duyên và bạn Hằng có thấy một máy à? Chắc không Không có rồi, bạn tay Hằng thì có. một chắc của Duyên có tay cái tay nên cứ nó đổi đôi quá. Có thể tên bạn Duyên và bạn Hằng là một tên.
Kim chi thì kiểu chị là kim chi. Chị đang mà làm bài còn 1 phút mà lại nộp bài rồi. Đã đọc đi cho kỳ, suy nghĩ cho kỳ. Với cái dạng bài này thì tốt nhất là chúng ta phải dịch được, ta mới biết được cái từ nối, cái từ liên từ nó tương ứng để biết được ý của câu.
Và bạn đã có điểm nhưng điểm rất thấp. Chứng tỏ là cái 328 rồi cậu được đúng không? Gương làm được khoảng 6.
bạn xem qua cái danh sách điểm thi này. Ông Ánh, Lan Ánh, Linh, Hương. Vậy bạn nó nộp sợ sự mới lề lên. Điểm thấp con bàn là Thánh Hà, Trà Mỹ. Điểm nộp bài. Con bá phụt nửa bàn là Hà nha. Ra Mỹ rồi. Văn Duyên và Văn Hằng thì điểm của bạn nào đấy? Để mình giữ em có. Này của Văn Duyên à. Ra Mỹ này, Duyên này, các bạn nhìn lên màn hình có chịu điểm các bạn xem này. Của cả lớp này. Rồi, nhiều bạn điểm rất là cao đúng không? Thành Hà, Thành Hà nó hoàn thành chưa ạ? Rồi cô. Thành Hà đằng này có thể chưa nộp bài đấy. Thành Hà chưa thể nộp bài em ạ. Rồi, Thành Hà nộp rồi. Và tất cả các bạn là có điểm rồi. Đã nhìn qua tí để xem thử là bạn mình được bao nhiêu điểm nha. Đó, ta thấy chưa? Xem mình đứng ở vị trí nào. Thực ra là kỳ đi thi thì cái phần này là một cái phần khó. Được chưa? Giờ cô sẽ lấy điểm nha. Mình Ông Ảnh nào? Ông Ảnh mấy điểm? Ông Ảnh mấy ạ? À? Ông Ảnh cái này vẫn có vào học ở bên giá mà rồi à? Phú Hà là vẫn vắng đúng không ạ? Thánh Thủy vắng. Ông Ảnh có đón không ạ? Ông Nhung vặn này, bên đi vặn nhiều bàn này. Ông Anh Sợ phải sợ bài cô ạ. Quỳnh Chi. Bạn Quỳnh Chi. Quỳnh chị mấy điểm ạ? À? Cũng nghe được tiếng của Quỳnh chị nữa. Em có thể nhắn cho vào học chat cho cô nữa. Cương 3,33. 3,3 mấy Cương? 33. Rồi. Quỳnh chị có điểm nào?
Cũng chính có đúng không? Thanh Hà, mái Thanh Hà. Bốn phía sau bài ấy. Quang Hằng. Nam phải bá bá. Hiệp. Vâng. Lan Hương. Sao đêm quá Khang. Vâng. Lê Linh. bài về bà bao ạ. Kim Phúc. Kim Phúc mày à? Kim Phúc có vào học mà, bây giờ tại sao không phải điểm của Kim Phúc này? Cái này em cho thoại nhóm nó có ạ. À, bạn Kim Phúc có lẽ bị thoát rồi. À thì Huyền Trang. Nắm về bà má quá. Gia An. Bá về bà có ạ. Mời em đọc lại của cái. Bá phẩy bá bá. Trâm Anh. Bộ này. Bốn tròn à. Châu Anh. Châu Anh. Lan Anh. Bảy phẩy ba ba. Bao nhiêu Lan Anh? 7,33. 7,33. Duyên. 8,67. Thảo Mi. 2,67. Trà Mi. 8,67. Quyên. Mai Quyên. Và ôn Mai Quyên bốn tròn đúng không? Ok. Đó là điểm của một bài. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cái D chúng ta đã thi nó là những câu gì. Bạn nhìn như có vào cái bài tập. Các bạn thấy cái màn hình cô chia sẻ về bài tập nhá. Nếu các bạn thấy rồi thì nhắn cho cô tư Z nào. Câu ấy là cái thảo bạc nắm về bà này cơ. Bạn Sáu à? Bạn Sáu. Sorry, có một số bạn cô chưa bao điểm. Bạn ánh sáng lắm mày à. Nắm tay bà. Năm phẩy ba ba đúng không? Sorry, A Vy. Hai con quá. Nguyên Trần. Nguyên Trần vặn. Nguyên Tráng. Lê Nguyên Tráng vặn đúng không? Minh Anh.
Mình mạnh cái này cũng vào được này. Rồi, giờ các bạn xem cho cô cái bài chúng ta vừa. Cô sẽ chia sẻ lại cho bạn xem nha. Để chúng ta vừa thấy nha. Rồi. Chúng ta sẽ chừa quá. Còn cái đề này thì tí nữa cô sẽ gửi lại lên nhóm mà chúng ta làm lại. Bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình thôi. Được chưa? Ta sẽ lưu ý cho cô một số điểm. Câu 1. Question 1. We will inform you. Ta lưu ý cho cô này. Lưu ý. Khi mà chúng ta dùng cái cụm as soon as. Đây. Ta có cụm as soon as này. Thì ta lưu ý cho cô. Khi dùng với as soon as thì trước as soon as chúng ta sẽ dùng với thì hiện tại, sorry, thì tương lai. Thì tương lai và sau đó chúng ta sẽ dùng với thì hiện tại. Lưu ý cho cô. Trước chúng ta sẽ dùng là tương lai. Tương lai còn với as soon as và còn đơn sáu ta dùng với thì hiện tại, còn với thì hiện tại. Vậy ở đây thì chúng ta chú ý với cô chỉ có cái đáp án là ấy là chúng ta có hiện tại thế này. Còn đáp án B thì chúng ta có had had này. Đây quá khứ hoàn thành này. C chúng ta có were having. Đây quá khứ tiếp diễn này. Còn D had là quá khứ đến này. Đó. Cho nên là chúng ta lưu ý cho cô cái cấu trúc. Lưu ý vào vở cho cô. Mà về nhà để chúng ta làm lại. Cô sẽ gửi lại cái đề này để chúng ta làm lại. Vậy ta lưu ý cho cô là as soon as thì trước as soon as chúng ta sẽ dùng với thì tương lai. Vậy tương lai của ta là will đấy. Đó. Và sau as soon as thì chúng ta dùng với hiện tại. Vậy chỉ có đáp án A, đúng không? Thì mới có trước tương lai và sau hiện tại thôi. Đó. Câu thứ hai một chuyển nhánh nha, và bên nhà ta làm lại cho cô. Question 2. We can't work effectively at home. It's too noisy. Chúng tôi không thể làm việc hiệu quả ở nhà được. Nó quá ồn ào. Đó, vậy đấy ta chú ý với cô là gì ạ? À? Inspire thì nó cộng với cùng. Because cộng mệnh đề. Although cộng mệnh đề. Because of cộng với cùng. Bởi đấy ta thấy is to noisy là một mệnh đề. Nó là một mệnh đề. Clause. Đúng không? Cho nên ta sẽ lưu ý cho cô là dùng because hoặc although. Đó. Và lưu ý thêm là gì ạ? Because hoặc although thì đều cộng với mệnh đề. Còn hai cái này ta sẽ dùng với cùng. Cùng. Because of ta cũng dùng với cùng. Đấy. Cho nên ta sẽ loại hai cái từ này. Vậy chỉ còn because và also. Vậy không thể làm việc hiệu quả vì gì ạ? Quá ồn ào. Bởi vì ta chọn là because. Question 3. Ta dựa vào ngữ nghĩa nào. Ta có despise. Ta sẽ dùng với cùng.
Nên ta loài đó. Because ở cộng cùng ta loài đó. Chỉ còn because và although. Vậy bây giờ ta xem nha. Làm thì rất là bận với công việc, nhưng mà vẫn đọc truyền cho bọn trẻ vào mỗi tối. Vậy hai ý khác nhau, trái ngược nhau thì chúng ta dùng với although. Các bạn nghe và đề này cô sẽ gửi lại cho các bạn làm nha. Question 4. Anh ta sẽ trượt kỳ thi nếu anh ta không học chăm chỉ, đúng không? Nếu không. Vậy if là nếu, và nếu không là unless. Trừ khi học chăm chỉ. Nếu không học chăm chỉ thì sẽ trượt kỳ thi. Question 5. Anh ta bắt taxi nhưng mà anh ta vẫn bị trễ cho cái cuộc gặp. Vậy ta thấy là hai cái ý này trái ngược nhau. Đó. Bắt taxi nhưng mà vẫn trễ. Tuy nhiên ở đây chúng ta chú ý cô với cái dấu hiệu đã có chấm phẩy và phẩy. Vậy chấm phẩy và phẩy thì dùng để nối hai câu với nhau. Vậy trong tất cả bốn cái đáp án này thì chúng ta chỉ có therefore và however chúng ta dùng để nối câu. Còn although và but thì chúng ta không dùng nối câu. Ta chỉ dùng nối mệnh đề. Chú ý, therefore và however là nối câu. Và trường hợp này hai ý trái ngược nhau nên chúng ta dùng với there, however. Còn nếu hai ý tương đồng thì chúng ta sẽ dùng là therefore. Câu số 6. Học sinh thì rất là thích cái khóa học online bởi vì chúng thấy hữu ích cho cái việc học. Và bởi vì thì ở đây chúng ta sẽ có từ because of và since. Đó. Tuy nhiên, because of thì chúng ta dùng với cùng. Và trường hợp này they found it useful. Nó không phải là cùng, nó là mệnh đề. Cho nên ta sẽ dùng với từ since. Ta nhớ từ since này có nghĩa là bởi vì, lúc này cô nhắc rồi. Rồi, tiếp tục. Tương tự, câu này chúng ta chủ yếu có cái dấu hiệu là nguồn. Đây. Vậy đây là thi tương lai. Vậy tương lai thì sẽ đi kèm với hiện tại. Đó, vậy chỉ có đáp án D mới đi với hiện tại thôi, đúng không? Until he has finished his homework. Đó, đáp án D là hiện tại. Tương lai sẽ đi về hiện tại. Câu số 8. Tương tự chúng ta sẽ loại because of và inspired vì nó đi với cùng. Còn với lack modern facility là mệnh đề cho nên chúng ta sẽ loại cái mà dùng với cùng đấy. Because of nó cộng với cùng đấy. Inspired cộng với cùng đấy. Đó. Vậy cư dân của cái làng này thì sống một cuộc sống hạnh phúc mặc dù thiếu cả cơ sở vật chất hiện đại. Lack là thiếu. Vậy ta có even though vừa mới học là mặc dù. Câu số 9. Trại hè ở Singapore thì rất là thú vị. Nó quá đắt cho chúng tôi. Và hai ý này trái ngược nhau. Nên chúng ta dùng từ but. Câu số 10. Lan thức dậy muộn. Cô ấy không thể bắt được chuyến xe đầu tiên. Nên nguyên nhân và kết quả thì chúng ta dùng với show. Câu 11. Xe của tôi thì bị hỏng ở trên đường. Khi chúng tôi tới sân bay thì máy bay đã cất cánh. Vậy nguyên nhân và kết quả.
Và nguyên nhân và kết quả thì chúng ta dùng với therefore. Sẽ hỏng cho nên là tới sân bay thì máy bay đã cất cánh. Câu 12. Người dọn dẹp thì đến và tắt tất cả các đèn. Và đây là liệt kê thêm các hành động. Thì liệt kê thêm chúng ta dùng với and. Dùng để liệt kê thêm. Câu 13. Bố tôi thì muốn mua cái xe đó. Ông ấy không thể chỉ trả nổi. Đúng không? Vậy hai ý trái ngược nhau. Thì chúng ta dùng but. Mặc dù là thích. Nhưng. Không thể chỉ trả nổi. Afford là chỉ trả. Câu 14. That's by the fact that. Về sau that thì phải là mình đê. Đã lưu ý. Cái sau chữ that là mình đê. Đã sẽ loại câu C và câu D. Vì không phải là mình đê. Còn câu A và câu B là mình đê. Tuy nhiên. Hơi tiết xấu. Thì chúng ta không dùng ơ. Đây. Ta phải chữ ơ. Hơi tiết đâu có điểm được. Mà ta dùng ơ đúng không. Nên ta phải chỉ còn lại đáp án là A. Thời tiết xấu, mặc dù thời tiết xấu nhưng chúng tôi vẫn thích kỹ cái chuyện đi đó. Câu 15. Câu 15. Đã lưu ý, until thì dùng để nối tương lai và hiện tại. No sooner thì chúng ta phải có từ. Đảo ngữ của từ hát lên đầu. No sooner hát. Vậy trường hợp này chúng ta chỉ còn là gì ạ? Khi mà lính cứu hỏa đến thì chúng tôi đã dập được ngọn lửa. Và trước khi lính cứu hỏa tới hay là sau khi? Thì chúng ta có từ by the time là trước khi, còn after là sau khi. Dựa vào ngữ nghĩa thì chúng ta phải dịch là trước khi lính cứu hỏa tới thì chúng tôi đã dập ngọn lửa. Đó. Vì thế chúng ta dùng từ by the time. Các bạn lưu ý cho cô cái từ by the time sẽ bằng với từ before là trước khi. Được chưa? Vậy đó là một số cái lưu ý trong cái đề chúng ta vừa thi. Và cái đề này cô sẽ gửi cho các bạn làm lại. Các bạn làm lại đề này và giải thêm cho cô một cái đề Azota khác trong vòng 40 phút. Vì đây là buổi học đầu tiên nên chúng ta có thể kết thúc sớm. Who has any question for the lesson? Bạn nào có câu hỏi nào cho cái bài học hôm nay không ạ? Raise your hand. Bạn nào có câu hỏi nào cho bài học hôm nay? Raise your hand. Đi cho cô biểu tượng giơ tay nào. Who has questions for the lesson? Bạn nào có câu hỏi nào cho với bài học hôm nay không ạ? Nếu không có câu hỏi nào thì cô sẽ kết thúc bài học ở đây. Cô sẽ gửi lại cho các bạn bài tập vào nhóm. Ok. Goodbye class. See you. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.